Hello tất cả các bác nha. Các bác hôm nay vào coi em Cao đập hộp siêu và siêu vở. Các bác ủng hộ em Cao bằng nút like các bác nha. Hello tất cả các bác. Không nhớ ra là hôm nay các bác đi chơi rằm hết rồi, đúng không? Thôi nhưng mà em Cao đã chót hứa với tất cả các bác thì ngày hôm nay ok nhá, xin chào Quang Thạo nhá, chào tất cả các bác. Các bác chia sẻ em Cao phát đập hộp Digical SD9. Đó là một cái siêu phẩm mà em Cao cũng đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Nhưng mà không nhớ là ngày hôm nay lại là ngày Trung Thu. Ê có chết không? Các bác hãy chia sẻ mạnh tay cho em Cao phát. Tặng cho em Cao xin một like các bác nhá. Hôm nay em Cao sẽ khoe mình tất cả những cái gì mà thuộc về hàng đờ. Ok, xin chào tất cả các bác, xin chào bạn Sơn nhá. Cảm ơn Sơn nhiều nhá, Sơn Hải Phòng nhá. Xin chào tất cả các bác hãy tặng em Cao một like. Hôm nay, ngày hôm nay quá nhiều siêu phẩm ngập tràn luôn. Để xin mời tất cả bác cùng chiêm ngưỡng là đầu tiên ạ các bác nhá. Còn mua bán chúng ta tính sau. Đây là một dòng mixer mà em Cao hằng mơ ước rất lâu rồi. Thì ngày hôm qua nó cập bến thì ngày hôm nay. Thật ra ngày hôm nay cũng hơi vội một chút là trước khi livestream thì có một bác ở bên Long Biên, bác lấy một con súp thì em Cao vừa mới làm clip xong. Lên muộn mất 15-20 phút thì ngày hôm nay các bác hãy chờ đón những siêu phẩm của em Cao. Các bác có nhìn thấy nhận ra đây không ạ? Đấy. 9.000. Cái gì đây không ạ? Bao xốp X8. Đấy. Crown E-Tech 4x3500. Đấy. Toàn các siêu siêu phẩm Lab 10.000 Q. Và quá nhiều những dòng sensor. Các bác hãy nhìn. Hôm nay em Cao sẽ khoe mình một chút để gửi tặng tất cả các bác bao xốp, nguyên hộp xốp. Đó. Mixen EVK 100, 300, 500 và 100 hàng digital. Trong đó là cái gì đây ạ? E-Tech 4x3500. Chờ các anh em mắt tay cắm điện. Bao đồ xốp, nguyên thùng xốp X4. Rất nhiều các siêu phẩm. Và đây là những dòng mà nguyên cả thùng luôn. 10.000 Q, 14.000 Q các bác nhá. Martin X4 hàng siêu lướt. Crossover 480 4800. 360 260. Đó. Crown E-Tech 6000 8000. Đó. Lab 6400 trong khi giới thiệu qua một chút để tất cả các bác cùng em Cao sẽ chiêm ngưỡng và đập hộp mixer. Digico SD9 thì em Cao sẽ dạo một vòng cùng tất cả các bác. Loa thì phun đơn, phun đôi em Cao cũng khá là nhiều. Tầm này khá là nhiều loa 4726X 715 515 củ nhỏ, củ to 712 Suplexo LS18 2018 luôn. Mixer LS9. Khá là nhiều các sản phẩm mà bên em Cao đang sở hữu. Các bác đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like các bác nhá. Các bác đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh Cao JBL Hoàng Mai. Và đây là những đầu mic siêu khủng của dòng Shure KSM11.
tất cả những dòng phải nói là siêu khủng đang có mặt tại Cao với một lý do nghiện và nghiện nặng thôi các bác nha. KSM 11, năm đầu KSM 11 mới cứng luôn, Sennheiser 5002, và chuẩn bị cập bến 3 cặp 3732 Lumen KK 105S. Tiếp tục sen lại, chưa bán hết đâu nhưng mà lại tiếp tục cập nhật cập bến tiếp. Và đây là dòng 9000. Dòng này là đẳng cấp nhất của Sennheiser. Vừa giới thiệu. Chào anh ạ, chào Hải nhá. Chào tất cả các bác. Các bác hãy comment và tặng em Cao xin một like. Và tới tầm 100 bác thì em Cao sẽ đập hộp Digico SD9. Xin mời tất cả bác cùng chiêm ngưỡng cái siêu phẩm của em Cao. Và bây giờ đang trong chương trình giới thiệu sản phẩm bên em Cao các bác nhá. Đó. Hai em ơi, cho mẹ cái đôi loa này xuống này. Nhấc cái đôi loa 512 này xuống của anh cả. Nhấc của anh cái đôi chiếc loa này xuống cho nó đỡ bị tức mắt. Em để anh vặn cái này cho. Rồi. Cho xuống đất là được. Đấy, Cường để đấy cho anh. Lắm để. Cho vào trong đi. Rồi, cho nó khoáng. Các bác đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Và các bác... em không có DMX kiếc gì đâu các bác nhá. Đây là Crown 4x3500 cho bác nào mà thích chơi dòng Crown. Xuất sắc luôn. 5 sinh 2019 các bác nhá. Chạy hơn 2000 giờ. Đó, còn đây là những siêu phẩm của em Cao đã cập bến hoàn chỉnh. 9000 các bác nhá. Các bác nhìn này. 9000 nhá. Cứng cực cưng luôn. Các bác nhìn thấy không ạ? Đấy. 9000 của em Cao. Thì ngày hôm nay em Cao muốn khoe với tất cả các bác rất nhiều các siêu phẩm, phải nói là đình đám. 9000. Các bác hãy nhìn chiếc mic 9000. Đó. Khi các bác đến em Cao, các bác chọn lựa đồ thì tha hồ 5002, Lumen KK 104, 105, đầu 5005, 5235 và 3732, 3532. Khá là nhiều các sản phẩm khi em Cao mang về để cung cấp cho tất cả các khách hàng yêu quý. Lắp nút bần 10.000 Q 2018. Lexo LS18 2018, bản Mitsu LS9 và khá là nhiều Parasoft K3 nguyên thùng xốp đó, Martin X4 lướt, X4 nguyên hộp, Mix Sennheiser G4 EVK 100, 300 và 500 đập hộp luôn các bác nhá. Đó. Hôm nay em Cao live stream mất mùa rồi, vào đúng ngày rằm Trung Thu. Khá là nhiều các bác đi chơi mất rồi. Tặng em Cao xin một like đi các bác nhá. Trên dưới 200 triệu anh nhá. Trên dưới 200 triệu full shop các bác nhá. Đó. Con này là chưa giờ nào các bác nhá. Không giờ rồi đấy. Đó. Date của nó là 2022 nhá. 11 tháng 10 năm 2022. Em chào bác Kỳ nhá. Xin chào tất cả mọi người. Các bác comment mạnh tay và cho em Cao xin một like đi. Cho dồn dập lên cả. Găng tay đã chuẩn bị. Đó.
chuẩn bị đập hộp. Rất Cameroon các bác nha. Hơn 100 anh nhá, anh Quân Nguyễn nhá, già 100 triệu, chạy hơn 2.000 giờ, già 100 triệu, coi như là mới đấy bác ạ. Thu giữ là 8 kênh. Em chào bác Mạnh nhá. Các bác hãy tặng em Cao một like đây các bác nhá. Ok, xin chào tất cả các bác. Các bác đẩy like mạnh em phát để em... Bác nào chia sẻ em phát nha. Trời ơi,
Sau đây xin mời tất cả các bác sẽ em Cao đập hộp siêu phẩm. Mỗi bác tặng cho em Cao một like đi. Bác nào chưa chia sẻ em Cao phát nào. Ok, đây là nguyên đai, nguyên kiện và cả hộp giấy và cả cát xê xịn của hãng. Và hãng có nói rằng tới 75 triệu cái thùng cát xê thì chắc là em Cao cũng sẽ ấn vào lúc từ chối mất thùng cát xê này. Hãng nói là 75 triệu. Ok, em tung giấy ra. Bà này là sinh năm 2023 các bác nhá. Giấy tờ đầy đủ cho tất cả các bác. Wow. Các bác tặng em Cao một like đi. Ui. Thùng cát xê. Các bác nhìn cái cát xê của người anh làm đây. Tặng em Cao một like các bác nhá. Cũng giống cái thùng của mình thôi, nhưng các bác nhìn. Đấy. Cái khóa, cái chốt đinh nó cực khôn ngoan luôn. Digico. Đó. Và các bác hãy nhìn. Chỉ một từ thôi là chất ngất này. Đó. Em cũng còn chưa biết hạ đầu nào cơ. Đấy. Các bác nhìn thấy không? Đầu tiên các bác hãy nhìn sự khôn ngoan. Mới cứng nhá. Thùng là thùng của hãng các bác nhá. Thùng của hãng chứ không phải thùng của em Cao nhá. SD9 110 kg. Đây các bác nhìn nhá, thùng của hãng luôn. Đó. Nếu như anh em mà lấy thùng thì phải trả thêm 75 triệu nữa. Kinh không? Đó. Tặng em Cao một like đi các bác nhá. Em quay sơ qua cái thùng cát xê. Sau khi đó thì xin mời tất cả bác. Em nó hiện hữu dần dần rồi đó. Và đây. Giấy tờ đầy đủ cho tất cả các bác nhá. Giấy tờ văn bản và giấy tờ của hãng và giấy tờ đầy đủ cho tất cả các bác. Các bác hãy tặng em Cao một like đi, đừng quên chú ý quá lại tặng em hai like là chết giờ. Tặng em Cao một like đi. Thùng có gì đâu mà sao đắt thế các bác nhá. Đấy, của hãng nó khác hẳn. Đấy. May 7, 2023. Ok chưa ạ? Tặng em Cao một like đi. Ok. Em ơi. Bây giờ như nào nhỉ? Loay hoay như vợ mới thế này. Bây giờ em bật ra đi. Bật khóa ra đi. Mới bật khóa của anh. Đúng không? Xong sẽ nhấc ra, xong hạ cái này xuống. Bây giờ đó. Ok chưa? Vùng quanh đi, xong rồi bắt đầu nhấc cái thùng này ra lên. Ok chưa? Nhẹ nhàng thôi nhá. Wow. Sực mùi anh các bạn. Đó. Đây nhá, đặt xuống cái thùng này. Các bác nhìn cái thùng, các bác cũng xước cái thùng này. Ok rồi, bây giờ để gọn cái thùng sang cạnh. Bây giờ cho gọn cái... Rồi. Nhưng mà bây giờ em dẹp gọn cái này vào. Cho gọn cái thùng này lên trên này đi. Đặt tạm lên trên đi. Đặt tạm lên trên. Xong rồi em... Rồi. Đấy em đặt tạm lên trên đi. Đặt nó không rơi là được. Đặt nó không rơi là được. Ok.
tiếp tục bắt đầu nhá. Cho cái này vào trong đi. Ui, cho anh cái này vào trong này. Quay thế này em. Quay từ kia ở đấy. Ok chưa? Bây giờ nhá. Em hạ xuống này. Nhẹ tay đỡ được cái bàn này ra này, đỡ cái bàn nhá. Đặt úp xuống để rút ra. Đấy. Tất cả đều đét đẹp đẹp các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Tăng em cao xin một like đi. Nhấc tiếp lên. Đó. Nhấc được ra mà. Mở ra là nhấc được ra. Đây ở dưới này nữa. Quá dưới đi. Rồi ok. Để lên. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn cái thùng cát xê nhá. Chúng ta chưa cần nhìn cái bàn mixer. Thì các bác thấy cái độ sang chảnh của người Anh người ta cẩn thận như thế nào. Đó, thùng đi theo bàn các bác nhá. Ghê gớm thật. Đó. Cực xịn sò luôn. Tiếp, tất cả đầy đủ giấy tờ. Đấy. Dây nguồn. Rắc. DSB. Rồi. Đây là pha gây cấn. Ok. Các bác nhìn thấy gì chưa? Ui. Wow. Tặng em cao một like nào. Rồi. Wow. Lộ diện hoàn toàn. Bây giờ các em dẹp cái thùng này sang một cạnh đi. Để mình sẽ bây giờ dẹp vào anh cái thùng và ra đùn ra chỗ nào ạ? Úp vào cái chỗ tủ lạnh này. Để mình sẽ cho nó đỡ vướng. Mới 100% các bác nhá. Các bác có thể check lại hãng luôn. Rồi chỉ cần để dẹp gọn vào cho anh cho nó thoáng. Ok. Em quay ngang cái bàn ra cho anh. Cho lùi ra giúp anh. Đó, quay ngang. Ok. Rồi, bây giờ lại đẩy cái này vào đây. Vào trong này đi. Cái đó là từ từ. Ok, cho quay ngang ra này. Đây các bác nhá. Tăng em cao một like đi các bác ơi. Siêu phẩm này là siêu phẩm lên tới con này là co 2 rồi các bác nhá. Con này là co 2 rồi. Và tháng 7 năm 2023 lên tới 25-26 ngàn đô các bác nhá. Đây là một con bàn cực kỳ. Và em Cao sẽ quay chi tiết một vòng. Các bác đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Siêu phẩm. Và em Cao cũng sẽ cắm điện các bác nhá. Chị em Cao cũng chưa thể biết công dụng để xử lý bàn này. Ngày hôm nay gọi là đập hộp để mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ chiêm ngưỡng Digical SD9 mà mong đợi tới 7-8 tháng liền
cẩn thận nhá, không đừng rơi vào cái bàn. Rơi gãy chân chứ đừng rơi vào bàn của anh nhá. Em Cao chào tất cả các bác nhá. Chào tất cả các bác. Bác nào chưa chào em Cao, chào em Cao phát nào. Các bác chào em Cao cái nào. Em Cao chào tất cả các bác nhá. Chào tất cả các bác. Em Cao chào tất cả các bác nhá. Ló ngang cái thước đâu nhỉ, có cái thước đâu nhỉ, đo cái chiều ngang cho tất cả các bác. Các bác tặng em Cao xin một like đi các bác nhá. Bác nào chia sẻ em Cao phát. Em chào tất cả các bác nhá, các bác chào em câu nhá. Em chào anh Pha nhá, anh em mình chào nhau phát nào. Hello anh Phong nhá. Kéo một cái thước xem nó dài bao nhiêu. Em chào tất cả các bác nhá. Ngang rồi 88 cân các bạn. À, bề ngang là 88 phân các bác nhá. Còn bề này là 80 phân. Đó. À, xin chào bác bác Phạm Ngọc nhá, em chào tất cả nhà. Không một điểm trừ cho mà cái mẫu bàn đến từ nước Anh. Đúng là châu Âu cái gì người ta cũng chuốt chàng các bạn. Tặng em Cao xin một like các bác nhá. Rất tiếc là hôm nay lại trung thu cho nên em Cao cũng không để ý. À, xin phép tất cả các bác em cắm điện bác nhá. Em chào bác Kỳ nhá. Em chào tất cả các anh em nhá, các chú các bác nhá. Mời các bác ngắm lại một lần nữa. Thế nào gọi là mới các bác nhá. Rất tiếc là cắm cho cái dây nguồn dài đâu rồi nhở, cái dây nguồn trắng, cái càng trắng càng dài. Em quay của anh cái bàn này lại cái thì để anh quay đằng sau cho các bác ngắm. Đúng rồi, cái dây dài cơ đấy. Quay thế kia đi câu, quay thế kia đi em. Ờ đấy, ok. Không phải, nhìn thấy cái đầu này không? Đầu này là đầu to, đầu nhỏ mà. Em vẫn có 512 mà các bác nhá, 512 em vẫn có. Em vẫn có. Cắm vào kia đi, cắm vào điện. Cắm phát điện nha các bác nha. Xin phép tất cả bác em cắm điện phát. Auto rồi. Thank you.
Tặng em cao xin một like các bác nhá. Tặng ngoài kia. Em sẽ chiều ánh sáng tối một chút để xin mời tất cả bác chiêm ngưỡng bàn vào lúc các bác nhìn thấy co hai luôn. Không ăn thua đâu, tối không ăn thua đâu. Có bật lên đi. Không thấy thấy gì đâu. Thật sự thì nó quá đẹp luôn các bạn. Dã man luôn. Vâng, cảm ơn bác Hải nhá. Ok, cảm ơn anh Hải nhá. Nói chung là cũng chỉ quay cái dáng bàn để mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ chiêm ngưỡng. Đó. Để di chuyển cho nó an toàn nhất thì ok. Đúng là toát mồ hôi. Nhìn này, mới thế nhỉ, các bác nhìn này. Đấy. Xin cảm ơn anh Nam nhé. Bàn này nếu như trên các trang web đang giao bán thì tầm 25-26 nghìn các bác nhé. 25-26 nghìn. Không một điểm chê các bác nhé. Dã man luôn. Ok. Đây, em cũng đã sắm riêng cho nó để chuẩn bị. Chào tất cả anh em nhé, chào tất cả các bác nha. Đi về nó thì em cũng đã chuẩn bị cho nó. Các bác hãy nhìn. Xin phép nhé. Đấy.
lấy lúc cái lưỡi. Các bác hãy nhìn, phải nói rằng em cũng là người buôn bán, nhưng mà cũng phải nói là giấc mơ của em Cao rồi trở thành hiện thực rồi. Nếu như một ngày gần nhất mà cho phép thì em Cao sẽ tiếp tục một bộ Simva các bác nhá. Đó là cái gì em Cao cũng đã nói với tất cả các bác rất là nhiều. Đó, một ngày gần đây thì em Cao cũng sẽ xin phép tất cả các bác là em sẽ lôi tiếp một bộ Simva về để các bác có thể qua em Cao để thưởng thức các bác nhá. Đây, đi kẹp đôi với nó đây ạ. Úi dồi, như cậu với mợ luôn. Phụ kiện thì rất đơn giản, nó không như cái SD11, nó có thêm một cái bàn tính. Nhưng mà em thấy ở đây là có một cái dây, bạn thấy không ạ? Và một cái DSB SD9, các bác nhìn thấy không ạ? Phụ kiện rất đơn giản. Và giấy tờ. Đó, ok, tất cả những cái gì ngày hôm nay em Cao muốn khoe với tất cả các bác thì cũng đã đủ. Đó là các bác nhìn thấy đồ bên em Cao, bao shop X4, Crown E-Tech, 11 tháng 10 năm 2022, chưa đập hộp, chờ bác làm mắt tay đập hộp cho em Cao. Và mic 9000. Đó, bãi mới có các bác nhá. Các bác hãy nhìn tất cả những món đồ mà em Cao đang có tại đây để cung cấp cho tất cả các bác. Đó là Power Shop X8 có luôn các bác nhá. E-Tech 4x3500, hàng bãi chạy hơn 2.000 giờ, sinh năm 2019 có luôn. Lắp Lupin 10.000 Q sinh năm 2018, lắp 14.000 Q nguyên cả thùng. LA48 lắp lúc bần 6.400, Crown E-Tech 6.000, 8.000 và QSC PL380. Đấy là những tất cả những cái dòng sân khấu mà phải nói là khủng, hàng đầu của các hãng thì hiện nay đang ngự trị ở em Cao. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Em đáng nghe hôm nay thì livestream lâu hơn một chút, nhưng mà có một bác ở bên Gia Lâm, sát giờ livestream thì anh qua anh ủng hộ em Cao một cục súp các bác nhá. Cho nên là nó sẽ hơi muộn một chút, đến giờ phút này là cũng gần một tiếng. Em Cao chào tất cả nhà nhá, chào tất cả bác. Bác nào chưa chào em Cao phát nhá. Và đây là ngày hôm nay muốn nói tất cả, dồn vào những cái gì mà em Cao muốn nói với tất cả các bác, khoe với tất cả các bác thì ngày hôm nay đã hiện hữu nơi đây. Đó là mic 9000 và Digico SD9. Thì các bác nhìn tấm hình này của em Cao cũng rất đáng mơ ước. Thì ngày hôm nay đã trở thành hiện thực các bác nhá. Một lần nữa nhờ tất cả các bác mà em Cao cũng được sở hữu những siêu phẩm khủng. Và một người cũng cực kỳ đam mê các bác nhá. Cực kỳ đam mê. Đó, cực kỳ đam mê. Đây là những dòng mà buôn xong là lỗ, buôn là lỗ. Đấy, cho nên là một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Đừng quên tặng em Cao xin một like các bác nhá. Em Cao chào tất cả mọi người nhá, chào tất cả các bác, các chú nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream em Cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.